Tân Thủ tướng Vương quốc Campuchia Hun Manet, sinh ngày 20 tháng 10 năm 1977 tại làng Cao Hát Thơ Mò, huyện Mê Mốt, tỉnh Kampong Cham, nay là tỉnh Tê Bê Ông Khơ Mung. Ông là con trai cả của Thủ tướng Hun Sen và phu nhân Ban Rani Hun Sen. Ông ra đời trong giai đoạn nguy hiểm nhất, khi cha mẹ phải xa nhau trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc Campuchia khỏi ách khủng bố của chế độ Khmer Đỏ. Sau khi chiến thắng vào ngày 7 tháng 1 năm 1979 và lật đổ chế độ này, gia đình ông mới được hòa quyện và gặp cha lần đầu. Từ khi còn nhỏ, Hun Manet đã được gia đình chăm chút trong việc học tập và kỳ vọng vào tương lai tươi sáng. Trong thời kỳ năm 1990 đến năm 1993, ông theo học và hoàn thành chương trình phổ thông tại thủ đô Phnom Penh. Ông thể hiện sự xuất sắc trong môn toán và từng đạt giải nhất môn toán cấp quốc gia. Năm 1995, Hun Manet nhập ngũ. Cùng năm, ông gia nhập Học viện Quân sự Hoa Kỳ, United States Military Academy, Học viện West Point, danh giá trong lĩnh vực đào tạo quân sự. 4 năm sau, ông trở thành người Campuchia đầu tiên tốt nghiệp tại học viện này. Ngoài ra, ông còn đạt bằng thạc sĩ kinh tế tại Đại học New York năm 2002 và bằng tiến sĩ tại Đại học Bristol của Anh năm 2008. Sau khi trải qua quá trình học tập ở nước ngoài và trở về quê hương, Hun Manet tham gia và lãnh đạo lực lượng đặc nhiệm chống khủng bố quốc gia Campuchia. Ông được bổ nhiệm với quân hàm đại tá năm 2008. Từ đó, với tài năng vượt trội, ông nhanh chóng thăng tiến trong quân đội Hoàng gia Campuchia, đảm nhiệm nhiều vị trí cấp cao. Từ năm 2018 đến trước cuộc bầu cử 2023, ông là phó tổng tư lệnh kiêm tư lệnh lục quân quân đội Hoàng gia Campuchia, mang quân hàm đại tướng 4 sao.